Cả nhà ơi, cái chỗ em ở giờ nó gì rồi sao cả nhà? Ở đây là tại cầu Cao Minh trên nha cả nhà. Nha. Anh Thành ơi, em có 10 ổ bánh mì nha, anh chia giùm cho 10 người với giùm em nha. Với anh em gửi 20 vịt đó, anh chia đều cho anh ta nha. Nó ăn đỡ đi đồ chai, lúc này khó khăn quá không có nấu được. Rồi rồi, nói bà con ăn giữ gìn sức khỏe giùm em nha anh Thành. Rồi rồi. Cảm ơn anh. Rồi, ở đây mình ghé nhà trọ Tấn Phương nha cả nhà. Mình đây hỏi mình cho bánh tét không được rồi, mình ghé giờ mình cho bánh mì nha. Mấy em ơi, anh gửi 10 ổ bánh mì, mấy em chia cho giùm anh nha. Họ không nói bánh tét mà không có ghé được. Bánh tét bây giờ anh không có go qua bên kia được. Bây giờ mấy em ăn mở bánh mì Hồng Ngọc nè em. Đây 10 ổ nè em, chia đều phan phan phan. Để đừng xa cái đem. Rồi à, không. Mì không, mì không thôi chị ơi. Bánh mì thịt, mì không mà sáng giờ em mua cũng mệt lắm. Rồi, rồi chúc mấy anh ngon miệng nha. Rồi nói chung là bánh tét thì vẫn có, nhưng mà lúc nào có thì anh đưa anh nha, tại bây giờ không có qua bên chơi cầu xe đất 2 được. Rồi. Rồi. Chúc mấy em không, cũng mua cũng khó lắm chị ơi, chứ không phải là dễ. Ừ. Rồi, gửi cho mấy anh mấy ổ bánh mì ăn lót dạ nha. Rồi 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 rồi. Rồi gửi nha. Rồi về. Rồi có một bà cô cũng có hai đứa cháu luôn, gửi hai ổ bánh mì luôn. Không, chị đứng đây em để đóng củi cho. Không, đứng 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 đây em đừng đứng lại. Rồi. Em để đóng củi cho chị nè. Rồi. Rồi 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 nè, cho nè, gửi nè đó. Rồi, em không có ba buôn buôn bán gì đây chứ. Rồi. Em bán mấy chị này chỉ bán không được chỉ la nữa. Lại nha, cái nhà này có ngay khu vực của mình ở luôn. Ở đây là mình được cái là mình là vùng xanh luôn nha. Tám ơi, gửi nè nè người đẹp, dục vô nha, dục vô nha. Rồi đừng đứng gần. Rồi cảm ơn nha. Rồi lụm đây, lụm giùm nha. Hả? Thôi đó được rồi em. Rồi bao nhiêu người? Chính ơi, Chính. Bánh mì, bánh mì. Ăn đỡ đói. Không, không, không có mua giùm được. Tại vì chỉ mua được có nhiêu ổ phát cho bà con thôi, chứ không có mua giùm được nha. Rồi, rồi. Rồi, bà Tư. Đây, hai ổ bánh mì nó hỏi vừa thổi vừa ăn luôn rồi, Tư ơi. Minh nè, đây hai ổ này vừa đợi nó hỏi vừa thổi văn luôn, gửi bà Tư. Rồi đừng có rút ra bờ đó. Cháu nói bà không nghe. Minh. Dạ. Thằng Minh. Cho ai gì? Cho bánh mì. Dạ, cảm ơn. Rồi, không thấy được hả? Không, mờ quá không thấy. Ờ. Dạ. Bà nghỉ bán số lâu chưa? Không thấy đường, đi không nổi, nghỉ 2 năm rồi. Rồi rồi thôi, ấm mì đến mì đi rồi rồi. Không có gì ăn hết. Rồi rồi. Cho ăn. Rồi cảm ơn rồi. À, nè gửi cho em hai ổn mà cho Cúc luôn nha. Rồi rồi, sau đó anh chút xíu sau. Rồi lấy đi em. Rồi theo cái nhà ở đây mình đang đứng tại nhà trọ Năm Xu ở mình ấp gì Tiên ơi? Ấp Tân Lợi. Ấp Tân Lợi nha.
xã Tân Quy Tây mình cũng thay mặt cái nhóm thiện nguyện của Ngọc Ngọc Trinh Phan và các mạnh thường quân nha, cũng đến đây hỗ trợ các bạn ở trong cái nhà trọ này nha. Hôm nay các bạn ở đây thì cũng kẹt như hết 1 tháng mấy 2 tháng không có làm ăn gì được hết, thành ra mình cũng thay mặt nhóm đến đây là hỗ trợ cho mỗi người một phần sức quà gồm 10 ký gạo và 10 ký hồng dịch, một chai nước tương và 1 thùng sữa cho các em bé và bà bầu nha cả nhà. Đây và có một số chao với đậu bắp là do có một một em tên là Sang cũng gửi hỗ trợ thêm. Rồi ra từ từ đi em ra nhận đi em. Rồi ra ra nhận đi em. Rồi em cứ lấy chai nước tương, một bịch rau ha, với một bịch gạo. Rồi cảm ơn em. Rồi em bé thì lấy 5 bịch sữa đi em, một em bé lấy 5 bịch sữa. Hai em bé lấy 10 bịch đi em. Tiên lấy sữa cho đưa cho. Rồi. Anh công an quá đẹp trai. Đẹp trai tốt bụng. Okay. Cho chúc mấy em về nhà vui vẻ sống khỏe trong mùa dịch nha em nha, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Hả? Không, về mình làm phim lên dựng phim lại em. Rồi từ từ vô rồi. Rồi em đi. Rồi từ người ra em ơi. Rồi cái này là của nhóm thiện nguyện Ngọc Ngọc Trinh Phan nha em. Cài dục cùng các mạnh thường quân hỗ trợ cho cái nhà trọ mình nha. Rồi. Rồi em ơi lấy đi bịch gạo em, bịch trứng. Có mấy em có mấy đứa? 2 đứa 10 bịch đi em. Rồi đủ rồi đó. Cho đứa 5 bịch nha em, nói chung của ít lòng nhiều nha, tài sản đi mua sữa không có, nói chung là chạy khắp nàng hai mua được. À mấy em ơi, gạo này là anh cũng thông báo với em là gạo một bụi luôn nha em, gạo cao cấp luôn đó nha. Rồi em ơi nhận giùm anh đi em. Dạ. Còn không, không? Em nhận cho bà bầu với nhóc. Không kêu bà bầu ra đi em, bà bầu anh tặng sữa luôn em. Bà bầu mới đi khám về còn ê ấm. Rồi gì thôi. Rồi em nhận cho bà bầu phải không? Dạ em. Dạ, em nhận cho vậy em. Rồi lấy 10 bịch sữa cho bà bầu đi em. Sữa hả? Mà sữa đi, cho bà bầu uống cho em bé luôn. Ôi à, mày ha, em ha. Thôi để em lấy này. Thôi. Để về luộc liền. Vui vẻ nha. Cái này là của chị Ngọc Trinh Phan ở ngoài Sa Đéc với cùng các mạnh thường quân của chị nha. Của nhóm của chị cũng ủng hộ cho cái nhà trọ của mình nha. Mong các em có nhiều sức khỏe vượt qua cái cơn dịch này nha các em. Rồi cố gắng làm ăn nha. Hết dịch rồi nhớ cho chạy dù dù nha. Được, rồi, ai ra cũng nhận cũng được. Rồi anh còn 2 phần quà anh cũng gửi lại cho 2 hộ nghe em. Rồi nhận giùm anh nha. Rồi chúc nói anh gửi lời
chúc các bạn ở trong đó có dồi dào sức khỏe nha. Rồi cố gắng giữ gìn thực hiện khoảng cách 5K để mà vượt qua cơn đại dịch này nha em. Rồi khỏi cảm ơn em ơi, cái này mình giúp đỡ lẫn nhau, khỏi cảm ơn em ơi. Rồi em rồi cũng trình với cũng thưa với cả nhà là mình đã hoàn thành nhiệm vụ nha. Đây là nhà trọ 5 xu nằm ở ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây. Rồi 5 xu. Và xin giới thiệu đây là chị đại diện cho ủy ban xã của Tân Quy Tây nha. Mấy anh chị trong nhà trọ 5 xu của ấp Tân Lợi thì cũng cảm ơn các mạnh thường quân ha, đã chung tay ủng hộ để vượt qua cái dịch bệnh này. Thì xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Chúc các anh chị được mạnh khỏe và dạy sức khỏe và làm được nhiều công tác thiện nguyện hơn. Rồi, rồi. Xin chân thành cảm ơn. Nhất là anh Tô Khánh Minh là cầu nối để hỗ trợ cho giữa các mạnh thường quân với địa phương. Em cũng xin chân thành cảm ơn Minh nhé. Rồi rồi, anh ơi, anh không có gì khỏi cảm ơn anh, em ơi, anh là dân địa phương mà. Rồi. Rồi. Hôm nay mình cũng bậm gan mình qua tới bên làng qua luôn nha cả nhà. Tại vì em nó không có qua được bên bên phường An Hòa mà nó lại nhát nữa, mình chở thẳng đồ qua đây mình xin với mấy anh ở chốt đó, qua luôn bên Tân Quy Đông luôn. Đây mình đang đứng ngay cái cầu làng qua nha cả nhà. Đây là cái đường vô làng qua mình đây. Rồi ngay đầu cầu luôn. Rồi mình đứng đây là cái trường tiểu học Tân Quy Đông nha cả nhà. Đây mình đứng đây đang đợi em nó ra là nó lấy đồ nha. Anh Lộc ơi, anh cũng gửi ở đây là anh chia ra sẵn rồi đó, 16 phần đó. Trong tổng anh vô gạo sẵn với mì anh chia ra luôn nha. Mì một người 5 gói anh phải để sẵn tổng là có mười mấy cái bọc, 20 cái bọc sẵn luôn đó. Rồi em làm anh chia đều cho thấy nhà chỗ nào cũng được, nhưng mà chỗ nào người ta thấy không có thì em đem em chia sẻ giùm anh nha. Rồi rồi. Rồi. Rồi rồi rồi, giới thiệu cho bà con, nếu bà con giữ gìn sức khỏe nha. Rồi.